Kính thưa quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính có trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đang chuẩn bị đối phó nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng ở các khu vực phía Bắc trong bối cảnh mưa lớn tiếp tục chuyển hướng. Trung Quốc chuẩn bị bước vào giai đoạn ngăn chặn và kiểm soát lũ quan trọng vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8. Theo dự đoán, mưa lớn sẽ di chuyển từ phía Bắc sông Hoài cùng nhiều con sông khác ở phía Bắc, nhiều khả năng hứng chịu những trận lũ lụt nghiêm trọng ở một số khu vực nhất định. Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Ji Jianchun cho biết hôm 13 tháng 7. Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc Trịnh Quốc Quang cho biết cảnh báo lũ lụt đã được ban bố đối với hơn 200 con sông khắp nước kể từ tháng 7, trong đó có hơn 50 con sông ở mực nước dâng cao chưa từng thấy. Cũng theo ông Trịnh, mưa lũ đã cướp đi sinh mạng của 113 người, gây ảnh hưởng đến đời sống của hơn 29 triệu cư dân tại 27 tỉnh và gây thiệt hại kinh tế lên đến hơn 49 tỷ nhân dân tệ. Theo báo The Guardian Anh, đợt mưa lũ bất thường lần này cũng đã đẩy hàng triệu người dân Trung Quốc vào tình trạng vô gia cư. Nhiều người đang lo sợ họ có thể đối phó với một thảm họa lũ lụt từng khiến 3.000 người thiệt mạng vào năm 1998. Giới chức tỉnh Giang Tây, một trong những địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, đã ban bố các biện pháp chống lũ thời chiến sau khi nước Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất nước, dâng lên mức cao kỷ lục 21,53m. Hơn 290.000 người tại tỉnh Giang Tây đã được sơ tán tránh lũ. Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình hôm 12 tháng 7 hối thúc chính quyền địa phương triển khai các biện pháp hiệu quả và quyết liệt hơn để chống lũ. Động thái này nêu bật mức độ nghiêm trọng của tình hình mưa lũ tại Trung Quốc. Hàng nghìn binh sĩ đã được triển khai đến sông Dương Tử để đắp đê và đào kênh thoát nước. Chính phủ Trung Quốc cũng đang lên kế hoạch sơ tán người dân ra khỏi những khu vực dễ bị tấn công. Theo trang Bloomberg, giới chức Trung Quốc đang chịu sức ép để đảm bảo lũ lụt không hủy hoại tiến trình phục hồi kinh tế của đất nước. Ưu tiên của Trung Quốc lúc này là theo sát những con đập ở hạ nguồn sông Dương Tử và hồ Thái Hồ, cũng như những khu vực nguy hiểm. Theo hãng tin AP, khu vực sông Dương Tử tính đến thời điểm hiện tại đã hứng chịu lượng mưa cao thứ hai kể từ năm 1961. Thời tiết cực đoan được cho là nguyên nhân dẫn đến đợt mưa lớn kéo dài tại nhiều khu vực trên khắp Trung Quốc kể từ đầu tháng 7, gây thiệt hại kinh tế hơn 9,76 tỷ USD. Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm 12 tháng 7 nâng mức phản ứng khẩn cấp chống lũ lên cấp 2 giữa lúc mưa lớn tiếp tục chút xuống những khu vực dọc sông Dương Tử. Trong số này, hai tỉnh Giang Tây và Giang Tô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Kể từ ngày 4 tháng 7, cảnh báo lũ được đưa ra với 212 con sông, trong đó 19 con sông có mực nước dâng cao chưa từng thấy. Cũng theo MR, mực nước của Thái Hồ, hồ nước ngọt lớn thứ hai của Trung Quốc, đã vượt mức cảnh báo trong 15 ngày liên tiếp. Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin mưa lũ ở huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây đã khiến mực nước hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, dâng lên mức cao kỷ lục 21,53m vào lúc 12 giờ, theo giờ địa phương ngày 12 tháng 7. Cao hơn nhiều so với mức cảnh báo 19,50m cùng ngày. Theo Tân Hoa Xã, mực nước tại 30 trạm thủy văn trên khắp tỉnh Giang Tây đã vượt mức cảnh báo. Đáng chú ý, chính quyền Giang Tây hôm 11 tháng 7 đã nâng mức phản ứng khẩn cấp chống lũ lên cấp 1, mức cao nhất. Hàng ngàn binh sĩ đã được huy động để gia cố gần 9 km của hồ Bà Dương. Trong nỗ lực ngăn vỡ hồ, giới chức huyện Giang Châu, một hòn đảo nằm giữa sông Dương Tử cuối hồ Bà Dương, cũng đã thông qua mạng xã hội kêu gọi mọi công dân trong độ tuổi từ 18 đến 60 quay lại hỗ trợ chống lụt với lý do thiếu nhân lực trầm trọng để củng cố các con đập. Ông Từ Vệ Minh, lãnh đạo cơ quan phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Giang Tây cho biết trang thiết bị cùng các biện pháp chống lũ dành cho khu vực hồ Bà Dương đã được cải thiện đáng kể so với thời điểm năm 1998 khi trận lũ lụt kinh hoàng xảy ra dọc sông Dương Tử khiến 3.000 người thiệt mạng. Tôi đã đặt sự an toàn của người dân lên hàng đầu và nỗ lực hết sức trong cuộc chiến chống lại lũ lụt lịch sử, ông Su nói. Theo Tân Hoa Xã, hơn 41.300 người với nỗ lực hỗ trợ của 1.120 bộ thiết bị cơ khí đã được huy động chống lũ tại tỉnh ngày 11 tháng 7. Trung Quốc khẳng định thời tiết cực đoan là nguyên nhân dẫn đến đợt mưa lớn kéo dài tại nhiều khu vực trên khắp cả nước, khiến kinh tế tổn thất khoảng 9,76 tỷ USD. Tính đến khoảng ngày 12 tháng 7, mưa lũ đã khiến 113 người thiệt mạng hoặc mất tích, buộc gần 1,75 triệu người sơ tán và đẩy gần 1 triệu người vào cảnh cần được hỗ trợ khẩn cấp.
Ngoài ra, thiên tai còn phá tổng cộng 19.000 căn nhà và ảnh hưởng đến đời sống của 29 triệu người tại 27 tỉnh. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc hôm 11 tháng 7 cho biết đã phân bổ 219 triệu nhân dân tệ cho công tác cứu trợ tại những khu vực bị lũ tàn phá, trong đó các tỉnh An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc và thành phố Trùng Khánh. Khoản tiền này được sử dụng để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa cơ sở hạ tầng tại địa phương cũng như công trình công cộng. Ngoài ra, theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, 190 thuyền, 2.000 lều và 8.000 giường xếp đã được phân bổ đến các địa phương để hỗ trợ công tác kiểm soát lũ và cứu trợ. Mưa lũ kéo dài liên tục những ngày qua khiến đập Tam Hiệp xả lũ đợt đầu tiên trong năm. Tân Hoa Xã đưa tin, do lượng mưa lớn và trung và thượng lưu sông Dương Tử, lượng nước chảy vào hồ chứa Tam Hiệp tiếp tục tăng. Để giải phóng bớt nước và phòng ngừa nguy cơ lũ lụt có thể xảy ra, đập Tam Hiệp đã mở hai cửa xả vào sáng thứ Bảy vừa qua. Đây cũng là lần đầu tiên con đập thủy điện lớn nhất thế giới xả lũ trong năm nay. Đợt mưa lớn từ đầu tháng 6 ảnh hưởng tới 26 tỉnh thành khắp Trung Đông Nam Trung Quốc như Hồ Bắc, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Giang Tây, Quý Châu, An Huy. Đặc biệt, thành phố Nghi Xương cách đập Tam Hiệp 40 km trải qua trận lũ lụt lớn nhất trong 2 ngày 17 và 18 tháng 7. Khu vực sông Dương Tử đoạn chảy qua thành phố Trùng Khánh, thượng nguồn của đập Tam Hiệp cũng đang hứng chịu đợt lũ lụt khủng khiếp nhất trong vòng 20 năm qua. Hôm 17 tháng 7, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc cảnh báo mưa bão sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới ở nhiều khu vực của Trung Quốc. Mưa lớn liên miên khiến một số chuyên gia cảnh báo đập Tam Hiệp sẽ không trụ nổi và bị vỡ. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Gao Jin thuộc Viện Nghiên cứu Địa chấn Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp có thể chứa lượng nước vào lớn hơn nhiều so với lượng nước hiện tại. Trong khi đó, Gao Sun, nhà nghiên cứu tại Viện Cơ học Kỹ thuật Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp vẫn an toàn kể từ khi mực nước tại hồ chứa cao tới 175m và lưu lượng nước đổ về đạt 70.000 m3 trên giây. Theo Tân Hoa Xã, tính đến chiều ngày 18 tháng 7, lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp 40.000 m3 trên giây. Ủy ban Thủy lợi Trường Giang trưa ngày 12 tháng 7 phát đi cảnh báo khẩn cấp rằng thượng nguồn sông Dương Tử có thể chứng kiến đợt lũ số 1 trong năm 2023. Chiều ngày 12 tháng 7, Ủy ban Thủy lợi Trường Giang cho biết lưu lượng nước đổ về hồ chứa Tam Hiệp đã tăng lên mức khoảng 50.000 m3 trên giây, tương đương với lưu lượng trong đợt lũ lịch sử năm 1998 khiến 2.850 người thiệt mạng do mưa lớn tiếp tục diễn ra trong những ngày qua. Mực nước ở thượng nguồn sông Dương Tử, khu vực sông Ngô, đập Tam Hiệp và hệ thống động đình tăng lên đáng kể hôm 11 tháng 7. Tân Hoa Xã dẫn lời quan chức Bộ Thủy lợi Trung Quốc Vương Trường Lập cho biết 250 con sông trên khắp Trung Quốc chứng kiến lũ lụt trên mức cảnh báo, chủ yếu ở các khu vực Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, Tứ Xuyên, Trùng Khánh và An Huy. Một ngày sau đó, Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Trung Quốc tiếp tục gửi đi cảnh báo màu xanh tại 5 khu vực, trong đó có sông Ngô Giang, hồ chứa Tam Hiệp và thượng nguồn sông Dương Tử. Trước đó, để giải phóng bớt nước và phòng ngừa nguy cơ lũ lụt có thể xảy ra, đập Tam Hiệp đã mở hai cửa xả lũ vào ngày 16 tháng 6. Đây cũng là lần đầu tiên con đập Tam Hiệp lớn nhất thế giới xả lũ trong năm nay. Lũ lớn ở thành phố Nghi Xương hạ lưu đập Tam Hiệp khiến hàng loạt ô tô bị ngập sâu trong nước. Hình ảnh và video được đăng trên mạng xã hội Trung Quốc hôm 17-18 tháng 7 cho thấy thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc chịu lũ lụt nghiêm trọng, đường phố ngập trong nước lũ đục ngầu, cùng với đó là những ô tô bị ngập lên gần nóc. Nghi Xương nằm cách đập Tam Hiệp khoảng 20 km về và là thành phố đầu tiên ở hạ lưu đập. Nhiều người dân nghi ngờ lũ lụt là kết quả của con đập lớn nhất thế giới bí mật xả lũ. Để giảm áp lực cho cấu trúc đập và người dân phải gánh chịu hậu quả, từ đầu tháng 7, mưa xối xả trút xuống khu vực giữa và hạ lưu sông Trường Giang dẫn đến nước lũ vượt cảnh báo trên 58 con sông ở 12 tỉnh, thành phố, gồm Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Quý Châu. Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, trong 2 ngày 15-16 tháng 7, thượng nguồn sông Trường Giang, vùng hồ chứa Tam Hiệp và nhiều sông khác đều chứng kiến mực nước dâng lên đáng kể. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc cho biết trận lũ lụt năm nay đã làm ảnh hưởng tới 26 tỉnh và 11,22 triệu người, trong đó 78 người đã chết và mất tích. Ước tính 8.000 ngôi nhà đã bị phá hủy và 97.000 ngôi nhà bị hư hại ở 13 tỉnh, thiệt hại lên tới 25,7 tỷ nhân dân tệ, khoảng 3,6 tỷ USD. Lưu vực sông Trường Giang hiện bước vào mùa lũ chính và đây là giai đoạn quan trọng để kiểm soát lũ.
Đây là trận lụt tồi tệ nhất ở Trung Quốc từ khi đập Tam Hiệp được hoàn thành năm 2003. Lần gần nhất Trung Quốc chứng kiến trận lụt quy mô lớn như vậy vào năm 98, khi hơn 3.000 người thiệt mạng và 3 triệu ngôi nhà bị phá hủy. Ngoài việc tạo ra điện, một trong những mục đích chính của đập Tam Hiệp là giúp ngăn chặn chu kỳ ngập lụt dọc sông Trường Giang suốt nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, vì lo ngại lũ lụt ở thượng nguồn trong mùa hè này sẽ khiến đập bị quá tải, hồ chứa của Tam Hiệp được giữ ở mức thấp, dẫn đến nghi ngờ việc xả lũ bí mật và gây lũ lụt khủng khiếp ở hạ lưu. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.